Dạ vâng, đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác một cái bẫy nhạt bẫy chòe than, chòe lửa nhé, em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, đây là một cái nhạt bẫy chòe, thì em sẽ quay tổng quan cho các bác quan sát một lượt. Thì cái nhạt bẫy chòe này rất là đa năng, các bác có thể là đánh ở treo cây vẫn ok, hoặc là đánh ở dưới đất, tùy thuộc vào địa hình cho phép thì mình có thể đánh ở dưới đất hoặc là treo lên cây đều được. Và cái nguyên liệu chính để làm nên cái mẹt chùa này là y lớp hoàn toàn. Nhà em đã sơn cho các bác một cái lớp sơn màu xanh này, lớp sơn màu xanh để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính tự nhiên. Và cái phần cầu tử của nó đây, thì cầu tử nhà em cũng thiết kế cho các bác hai cầu tử bằng hai gỗ song này, cây gỗ song để cũng tăng cái tính tự nhiên cho các bác, là khi con chùa nó nhảy vào đây nó sẽ khó phát hiện ra đây là cái mẹt bẫy. Còn về cái phần lưới của nó, đấy, về cái phần lưới của nó thì là lưới sợi dù, đấy, rất là chắc chắn. Thì lưới này thì sợi cũng khá là to, đảm bảo cho bác là đánh khoảng độ tầm vài lát không bao giờ bị đứt được cái lưới này. Đấy. Về cái phần đầu của nó đây, đây đầu của nó đây, em sợ dơ cao lên một chút thì cho các bác quan sát cho dễ. Đầu của nó đây thì thiết kế cho các bác một cái móc này, đấy, cả hai bên là hai cái móc để đảm bảo khi con chùy nó sập vào rồi 100% là dính. Đấy, khi nó dẫy giụa thì nó sẽ hướng cái móc này, đấy, nó sẽ hướng cái móc này và đảm bảo là không bị lật ngược được cái mặt sập của mình lên. Đấy, cả hai bên đều như nhau nha các bác nhé. Đấy, bên này cũng vậy, đấy, khi nó dẫy giụa này đảm bảo cho các bác không bao giờ bị sập lên được. Còn và cái phần lò xo của nó thì gồm bốn cái lò xo chính, là hai mặt là bốn cái, một mặt là hai cái các bác nhé. Đấy, lò xo này em làm ra tận ngoài này cho các bác này để đảm bảo cho các bác là lò xo này là lò xo làm bằng thép chịu lực, đảm bảo cho các bác là đánh 5-7-15 không bao giờ bị nhẵn được cái lò xo này. Đấy, về cái phần lò xo và cái phần khi các bác mà không mang đi đánh ấy, các bác mang đi vận chuyển ấy, thì ở đây cũng làm thiết kế cho các bác kiểu gọc lên như này rất là tiện lợi, các bác có thể gọc lên như này. Đấy, gọc lên như này sách đi rất là ok. Đấy, nó sẽ không bị cồng cành gọn gàng. Đấy, thì các bác xách lên như này. Đấy, rất là gọn nhẹ, thì khi bác các bác nào đến địa điểm đánh ấy, chọn được kia địa điểm phù hợp thì các bác lại bỏ ra. Cái này thì rất là tiện lợi, các bác có thể là bẫy được cả đôi liền một lúc. Đấy, tại vì là nó có hai mặt. Và bây giờ là em xin test thử cho các bác cùng xem cái độ nhận của cái mẹt này. Cái mẹt này thì rất là ok nhận, và cái mẹt này thì nhà em bán cũng rất là chạy, nói chung là cứ sản xuất được ra bao nhiêu thì đã bán bằng đấy luôn. Đấy, thì em giới thiệu thêm cho các bác là nhà em cung cấp cả số lượng lớn các bác nhé. Đấy, nên giá cả thì các bác cứ yên tâm, về cái phần giá cả là lúc nào được ưu đãi cho các bác. Đấy, thì các bác nào mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề, các bác cứ gọi bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì xếp hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà, các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch 1.000 nào cả. Đấy, nhà em bán hàng thì rất là uy tín rồi. Từ trước đến nay, lúc nào cho khách kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán. Thì bây giờ là em xin test thử cho các bác cái độ nhạy của cái mẹt này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, các bác có thể là đánh được cùng cả một đôi một lúc. Đấy, cái mặt này sọc nhưng mặt kia vẫn chưa sọc thì còn một quan chẳng hạn như mình bẫy được con trống rồi thì có thể con mái nữa mà, thì mình vẫn có thể là bẫy được cả con mái nữa. Cái này thì rất là tiện lợi, thì các bác cơ thể đấy nó sọc thì rất là tiện lợi luôn, đánh được cả hai con cùng một lúc. Thì về cái mẹt này, còn về cái chiều cao và cái độ dài chiều rộng, chiều dài chiều rộng và chiều cao của cái mẹt này thì em hôm nay em xin phép là được đo cho các bác cùng tham khảo. Thì đây cái chiều dài của nó, đấy, các bác cùng quan sát này, đấy, chiều dài của nó là 70 các bác nhé. Đấy, cái chiều dài từ đầu này sang đầu kia là 70, và cái chiều rộng nhất, đấy, cái chiều rộng nhất là 34 các bác nhé, 70 và 34. Về cái kích thước của cái cầu tử ấy, thì đây chiều rộng là 15 và cái chiều dài này là 17 các bác nhé. Đấy, thì khi các bác đánh ấy, thì bác cho con mồi vào đây, cho con mồi cái phần cầu tử thì con chùy nó sẽ nhảy vào đây. Đấy, cái này thì rất là đa năng, có thể là bẫy chùy
bẫy trà mào này, đấy, chùi à lửa, chùi à than rồi bẫy khiếu quạng bi vẫn ok. Đấy, thì các bác cho thức ăn mồi vào đây, đấy, thì nó sẽ đi vào và nhảy vào cái phần cầu tử này là sập luôn, đã sập là 100% dính. Thì ở đây là nhà em cung cấp số lượng lớn, số lượng nhỏ nhà em cũng cung cấp luôn. Em thông báo với các bác là như thế. Còn em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả cái dòng loa, loa bẫy chim, rồi tất cả những cái dòng mẹt rồi lùm, các dòng bẫy chim, bẫy cò, bẫy vạc là nhà em đều cung cấp, kể cả những keo bẫy chim sẻ rồi xào bẫy chim sẻ là nhà em cũng đều cung cấp, và cung cấp cả số lượng lớn và cả số lượng nhỏ. Thì các bác cứ yên tâm là về cái phần giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho các bác. Các bác cứ yên tâm. Thì các bác nào mà cần thì các bác cứ liên hệ. Còn là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.